Với tinh thần lá lành đùm lá rách cũng như vì sự nghiệp phát triển tri thức cho các em học sinh ở vùng cao, Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương phối hợp với Đoàn Thanh niên, Công đoàn Cục xúc tiến thương mại và một số nhà hảo tâm như tổng công ty Viễn thông Mobifone, công ty cổ phần tập đoàn Lộc Trời Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế đã tổ chức chương trình thiện nguyện Món quà yêu thương 2020 trao quà cho các em học sinh của một số điểm trường, đồng thời bàn giao công trình xây dựng, cải tạo điểm trường xuống cấp tại huyện Hoàng Su Phi. Tại ba địa điểm của huyện Hoàng Su Phi gồm điểm trường mầm non và tiểu học thôn Phìn Hồ, xã Tả Sử Chóng, điểm trường mầm non Ngàm Đăng Vải, xã Ngàm Đăng Vải, trường phổ thông dân tộc bán trú, tiểu học Bản Phùng, xã Bản Phùng, đoàn thiện nguyện đã trao 500 xuất quà tổng giá trị hơn 300 triệu đồng là đồ dùng học tập và thực phẩm thiết yếu cho các em học sinh. Đặc biệt với sự phối hợp của Sở Công Thương tỉnh Hà Giang, chương trình thiện nguyện năm nay đã xây dựng, sửa chữa, cải tạo điểm trường tại trường mầm non và tiểu học thôn Phìn Hồ, xã Tả Sử Chóng với kinh phí xây dựng cải tạo 100 triệu đồng phục vụ các em học sinh trước thềm vào năm học mới. Được biết, chương trình thiện nguyện của cục xúc tiến thương mại được tổ chức thường niên đã trở thành phong trào góp phần vào cổ vũ tinh thần tương thân tương ái lá lành đùm lá rách với những món quà đầy ý nghĩa sẽ tạo thêm điều kiện thuận lợi để các em học sinh vui vẻ đến trường và sẽ có nhiều hơn nữa các doanh nghiệp nhà hảo tâm hỗ trợ tới các thầy cô và các em học sinh vùng khó khăn có cơ sở vật chất đảm bảo cho việc dạy và học <laughs>